Xin chào mọi người, và như mọi người thấy thì mình hiện tại đang ăn trái Virat và kết hợp với cái đinh ba rồng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi săn bounty luôn anh em ạ. Rồi, và trận đấu luôn, bởi vì là video rất là dài vì săn với trái bounty trái Virat này thì và kiếm một cái server đang PV thì rất là khó, anh em phải biết là như vậy. Không phải server nào cũng PV với nhau đâu. Rồi, cái đinh ba rồng này phát huy tác dụng để làm chậm thôi anh em ạ. Làm chậm để chúng ta có thể là tung cái chiêu của bị rát ra và PVP cho nó bắt cho nó dễ. Ok. Rồi, mấy thanh niên này. Trời ơi, lôi chảo với rất là cơ động. Rồi, mình đã bật được 14 rồi anh em ơi. Triển thôi nào. Người chơi vừa chết không thể tấn công họ vội. Rồi, thanh niên này thì sao? À quên, anh em vào kênh thì anh em hãy like và comment ý kiến của mình ở phía dưới phần mô tả nhé. Lâu rồi không BB, nó khá là gà anh em ạ. Đấy, đặc biệt là chúng ta đi săn B bounty thì chúng ta phải V4 lên nói cho nó nhanh anh em ạ. Và đặc biệt với tập human này thì chúng ta nên là V4 nha anh em ơi, vì hầu như là tập V, tập human này nó không như tộc quỷ và tộc thiên thần. Tộc quỷ thì bật V4 lên hoặc là V3 lên thì thôi, nó đã tăng cái tốc độ chạy rồi. Còn tộc thiên thần thì nó lại có cái V3 là hồi máu. Tộc này thì mình thấy nó không có tác dụng mấy ở V3, nhưng mà V4 lên thì khá là khỏe anh em ạ. V4 lên thì tăng đam và giết được người chơi, thì cái số ở đây anh em, là dãy số ở màn hình này nó tăng lên hơn 100 thì đam rất là to, và 100 này rồi thôi đã đam khá to rồi. Đấy, thằng kia nó đánh mẹ lội, ui rồi ôi, lên bản số rồi anh em ơi. Thật chẳng có đi hơn 1 phút, đánh đau quá. Chứ là PV đông thì chết là chuyện bình thường thôi anh em ạ. Mặc dù là mình chơi gà thôi, úi giời ơi, không phải là bất tử đâu anh em ơi. Kể cả 30 màu bounty cũng không phải là bất tử đâu, không thể nào càn quét được cái server đâu anh em ạ. Mẹ, mấy thằng nào sẽ chạy thì mình sẽ loại bỏ cái đoạn chạy đi anh em ạ. Nó chạy đuổi nó rất là mất thời gian mà. Trời. Anh em thấy thì để làm một video cho anh em xem nó PB đông thì ôi, đây là bạn The End thì đổi server liên tục mới có được anh em ạ. Bạn là total 15 triệu bounty thì phải, rồi The End 15 triệu bounty. Và như mọi người thấy thì PB đông thì cũng có một cái lợi thế, và lâu rồi cũng chẳng có thời gian để giao lưu với anh em ấy. Dạo này để ra ngoài nhà không biết nó chơi được với anh em nhiều không, thỉnh thoảng thì vào BB thôi. Chắc là sắp tới thì để cho Hoàng nó chơi, anh thì sẽ làm MC cho nó vậy, làm MC cho nó và hướng dẫn nó vậy. Dạo này công việc bừa bộn quá, công việc bận lắm, không có thời gian để chơi mọi người. Chủ nhật thì không biết là còn live được live Levi nữa không ấy, bởi vì là sắp tới thì bà xã đang bán hàng ấy. Hiện tại thì nhà có bán nước hoa với lại kính, rất là bận, đi làm về phụ vợ live stream này nọ nữa. Không biết là sắp tới live stream được Facebook nữa không ấy. Đấy, em thấy là trái này thì PB cũng khá là ổn. Ui sợ double kill anh em ạ, double kill rồi kìa. Lâu lâu rồi mình double kill bằng trái Blizzard này, Blizzard này thì rất là ít chơi anh em ạ. Nhưng mọi người thấy thì mình hay chơi Poto với lại Mochi với lại lại hẹo rồi anh em ơi. Poto, Mochi, Mochi với lại Kitsune. Thì Kitsune thì mới trái one shot được thì chỉ có Poto, Mochi, Kitsune thì one shot thì khá là khó. Đấy, theo mình chơi thực chiến nó là như thế anh em ạ. Không biết là anh em có suy nghĩ như nào. Nói chung là mình làm video test với nhiều loại trái thôi cho nó ấy. Hôm nào thử test một tộc chơi với Mochi xem, là nhiều tộc chơi với trái Mochi xem nó như nào anh em nhé.
là này bận quá, bảo là định bảo làm cái event để tặng event gọi là giải như của chín nhá, như như giải của chú chín Blog Food đấy, thằng em chín đấy, mình không kết bạn với nó, nhưng mà chắc là khả năng là lâu lâu mới thành được, vì được kênh dạo này tương tác rất là thấp anh em ạ, kênh tương tác rất là thấp nên hầu như không có người xem ấy, nên là làm giải ra chắc chẳng có người xem đâu, cũng không muốn làm. Định đi làm kiếm tiền cho giải nhưng mà khó quá, đi đâu chắc không thành rồi. Đợi anh em đợi khi nào mà kênh nó lớn lớn mạnh tí nhá, bao giờ khả năng được 10 triệu xa like thì 10.000 like thì 10 triệu đến mướt, 10.000 lượt đăng ký kênh á thì khả năng làm ổn hơn, không có người xem mấy rất là chán. Sắp tới định dự tính là thôi thì chơi thêm cả vài loại game nữa, anh em thấy sao? Ví dụ chơi như game PUBG trên PC chẳng hạn, thế này chơi mấy game online cấu hình cao, mấy game cấu hình cao cho anh xem có ổn không. Đấy, kiểu thế. Mà không hiểu tại sao mình cứ ngồi làm video là mình cứ buồn ngủ, díp cả mắt vào thế không hiểu nổi, chẳng có gì. Server này đang nhoáng nhoáng rồi thì lại đổi server thôi anh em ạ, server nó nhũng nhẽo rồi, xe nào mà nó mang văng văng. Ui trời ơi, server này có vẻ là không ổn lắm đâu anh em ạ, chẳng có ai luôn này. Đấy, tìm được những cái server đông rất là khó, mình không hiểu tại sao cứ ngồi vào cái máy tính được một lúc là mình buồn ngủ, díp cả mắt vào. Nhưng chơi game chỉ được tí là buồn ngủ thôi, không còn thể nào tập trung được nữa. Đó, rất là mệt, đi làm về rất là mệt, đi làm từ 7 giờ đến 7 rưỡi mới về nhà, 7 rưỡi về nhà xong là lại ngồi nghịch quay video một xíu, xong mới rồi edit video các thứ ấy, cắt bớt những cái đoạn mà nó phải đi tìm người để chơi ấy. Đây là anh em kiểu như anh em đi PVP ấy, không phải lúc nào cũng thấy người chơi đâu. Đây là anh phải lấy nhiều đoạn vào mỗi server một xíu ấy, thì mới có người chơi để PVP đấy. Không đơn giản đâu anh em ạ, chán thật đấy, vắng quá. Đang khịa khịa cái thằng cu này, nhưng thằng này là mới chơi, nhìn cái nhân vật biết là mới chơi rồi anh em ạ, nhưng mà nó không có yêu cầu gì, kể là xin cái gì ở đây thì khả năng mình cho đấy chứ. Bu ha chẳng hạn thế, à quên, anh em nào có lấy bu ha thì comment ở phía dưới video này nha. Hình như anh ở trong kho anh còn mấy trái bu ha đó, anh thử làm trái bu ha xem nào. Có lẽ video của anh đến đây là hết rồi nhé. Mọi người vào xem kênh thì mọi người hãy like và đăng ký kênh giúp anh với nhé. Xin chào tất cả mọi người và mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ nha.